Mến chào cả nhà. Thì năm mới thì cũng chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và thật là nhiều may mắn. Thì mình chạy chương trình cũng gần đây nên nghe nói ở quận 7 có tổ chức lễ hội hoa xuân. Thì mình ghé ngang đây để quay review cho cả nhà xem ở đây tổ chức. Năm nay là năm Canh Tý nên ở đây mình thấy có họ có làm một chú chuột cầm một cái thỏi vàng khổng lồ luôn mọi người. Ở đây trang trí rất là nhiều. Ở đây là khu Phú Mỹ Hưng, chỗ chỗ đường Nguyễn Văn Linh nha mọi người. Thì họ trang trí rất là đẹp luôn. Mình thấy có mấy cái mây tre nứa nè, họ làm rất là đẹp. Hoa thì rất là nhiều hoa. Đây có một cái cây mai vàng rất là lớn nè, mà bây giờ 23 Tết mà nó trổ bông quá trời nhiều rồi, rất là đẹp. Đây có trang trí một chú trâu cởi trên lưng là một con chuột nè, đó là năm Tý. Trang trí đẹp lắm mọi người. Đây, ở Sài Gòn mà có đi một cái cánh đồng lúa nè, làm rất là đẹp luôn. Đây có cầu khỉ nữa mọi người. Đây họ làm cái cầu khỉ rất là đẹp nè. Ở dưới cầu khỉ này là một cái hồ sen rất là đẹp luôn. Cái con đường hoa này rất là dài, nó dài qua tuốt bên kia. Có trang trí rất là nhiều thứ, có nhà tranh, đồ cầu khỉ, rồi cánh đồng lúa hoa này mọi người cũng có thể thấy nè. Thì hoa rất là đẹp. Đây họ trồng có để trưng bày bắp nữa nè mọi người. Rất là đẹp. Rồi đây hoa quá trời luôn nè. Quá trời hoa luôn. Có trưng bày mấy chiếc ghe, bỏ một số trái cây lên trên này.
này tối mở đèn lên rất là đẹp luôn mọi người. Đây là điểm mọi người qua đây chụp hình tuyệt vời luôn. Cái này chắc tối họ mới bật cái vòng quay này lên, nó thì nó sẽ quay ở dưới này, mọi người có thấy cái motor kìa, nó sẽ quay nước ở dưới thì nó múc lên rồi nó đổ xuống. Ở quê thì chắc những người nào ở quê thì mọi người sẽ thấy cây rơm này rất là thân quen với những người vùng quê. Ở đây cũng có cây rơm luôn. Đây là dòng họ nhà mấy em Tý. Chúc mừng năm mới. Theo mình nghĩ đây là tâm điểm của hội Hoa Xuân năm 2020 này, tại vì khu này họ trưng bày rất là nhiều thứ đẹp. Đây, mọi người cũng có thể thấy nè, thấy không? Trên màn hình mọi người cũng có thể thấy nè, họ trưng bày rất là nhiều thứ mà cực kỳ đẹp luôn. Thấy hầu như cái gì cũng đẹp hết. Tất cả du khách qua đây chủ yếu là chụp hình quay phim để lại những cái kỷ niệm cho Tết Nguyên Đán 2020, mong một ngày Tết thật là sung túc an lành. Mình thấy hầu như ai cũng chụp hình hết. Đây có một cây tài lộc rồi mọi người, trang trí cây tài lộc to. Có anh này anh quăng lên trên 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 cái cây đó, dùng cái sợi dây đỏ để quăng lên trên cái cây đó đó. Ví dụ mình có một cái điều ước gì đó, mình cột vô cái dây tài lộc đó, mình quăng lên trên đó thì mong muốn được một năm mới được như ý muốn của mình. Này của nhãn hàng Lifebuoy.
quá trời đẹp. Cái đường hoa này họ trang trí rất là dài luôn mọi người, và thuốc bên kia luôn rất là dài. Bên này cũng cũng gần hoàn thiện rồi mọi người. Thì còn một khúc đó, ở phía trong này nữa là anh em ta trang trí cũng xong rồi. Thấy rất là đẹp. Ở bên này đủ loại hoa hết luôn, quá trời. Trời ơi, có cái cây hoa này rất là lạ luôn mọi người. Hoa chèo, hoa sưng, dải vàng là Phú Mỹ Hưng nè. Cây hoa này rất là lạ luôn, không biết hoa gì luôn, mình mới thấy luôn, lần đầu tiên luôn. Cây này lạ quá. Bên này là những gian hàng bán trưng bày lan nè mọi người. Trưng bày hoa lan quá trời. Mọi người cũng có thể thấy cả hai bên luôn nè. Bên này cũng quá trời lan. Thì tới khúc này là hết rồi. Tới chỗ này là lối vào rồi. Cái này hết rồi. Khu này có một cái chậu hoa cảnh, hoa kiển nè. Hoa kiển rất là đẹp. Chậu này chắc mắc lắm, mắc tiền lắm. Cái này là được giải khuyến khích nè. Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2020. Và đây được được giải bạc nè, là chậu này mọi người có thể thấy là rất là đẹp.